xin chào ông bà cô chú chị em và bạn thân yêu. Sáng nay thì anh đi lên Sài Gòn nè, đi với đi là cô Tư, còn đây là Xuân Hoa. Đây nè. Đâu? Đây nè, đéo có xuống. Được rồi. Cô Tư đó bà. Rồi tiền thì phía sau. Rồi tối thì tiền về Bến Tre để đi ăn đám cưới bạn, rồi sáng nay là theo nhà đi lên thành phố luôn. Người đàn ông đẹp trai nhất trong xe. Anh Hải. Hiện Khánh đang ở sắp tới cầu Gạch Miễu rồi. Không, giờ nè 8:05. 8:05 không biết là lên tới tỉnh mấy giờ. Không biết đây. Thì lên tỉnh mình kiếm gì ăn nha. Coi như là bữa nay muốn ăn gì ăn đó. Nhưng mà ngày mai là chắc là 6 tháng sau thì mới muốn quay trở lại muốn ăn gì ăn mới được. Gánh xem lại ông bà cô chú anh chị cùng đi với mấy chị em với mấy cô Tư nha. Mấy chị em đây là cầu Ba Lai. Cầu Ba Lai nó có hai cây phải không nãy? Sau này chắc làm thêm cây nữa không anh? Nếu mà làm cầu Gạch Miễu 2 chắc phải làm thêm cây nữa. Số luôn. Ừ. Anh có lên hướng đó chưa? Có. Tiền thị lắm. Đây là quán mà mấy cô cháu Khánh mới vừa ghé vô, thì Khánh kêu tổng cộng là 4 món. Thì lúc mà ăn thì Khánh không có quay, cho nên là Khánh chỉ chụp cái tấm hình Khánh để lên đây thôi. Gà, rồi gà Hải Nam đó, rồi đậu hũ nè, rồi đây là hầm. Hầm á, Khánh cũng quên kêu bằng gì đó. Rồi cái này là xá xíu với tử heo. Bữa nay là giờ về tới nhà rồi. Chín này muối luôn. Chín ngon quá à. Không lát thì mà còn có muối nè. Vị gì ta? Muối á. À, quá chừng muối nè. Muối á, muối lên tới đầu luôn á. Bữa không để muối sao ơi. Khoan gì hơn, đợi cái gì hơn. Để qua lại nó coi. Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Giờ Khánh đã về tới Việt Nam rồi. Ngày hôm qua Khánh còn tới thành phố. Giờ thì nói chung là Khánh tránh ra gió cho nên là phải đeo mắt kiếng. Có gì ông bà cô chú anh chị thông cảm nha. Thì tới mít này bữa tới Khánh với mẹ chặt nè. Rồi nay mẹ nói nó chín này. Nó chín hồi nào bà? Thơm thơm qua đây. Mít này thơm. Trời hơn trẻ. Nãy hơn trẻ cái đầu nó. Con vẫn ăn được bình thường không hả? Tại đâu có mít gì. Nè. Mít nè. Trái cây đâu có gì đâu không. Mấy cái muối này nó mặn mặn. Nó có muối á, mẹ bỏ muối vô nè. Để muối vô đó. Sao bữa hôm để ăn nè. Miếng muối bọt cái để miếng cục lại đó cái nó mặn, vỏ nó mỏng thấy sợ gì sao. Thôi nó chín gì, nó già thật là già. Nó mới vỏ nó mặn dữ nè. Nó mẩm tới ở ngoài luôn rồi. Tới nái gì? Tới da luôn á. Giờ kiếm cái mít này cũng hơi khó mà. Giờ đây còn có sẵn rồi sao? Có sẵn cả mang ăn ấy. Trời ơi, ngon hết chứ. Ngon quá ơi, quá là ngon. Ôi coi nè, từ đây mà vô đây không được thân luôn mẹ. Từ ngoài vỏ mà vô tới cái món mít đó. Chút hả? Chỗ này nè mẹ Khánh để muối vô cái nó quá già, để muối vô cái nó chín liền luôn. Ngon ngay rồi. Quá chừng muối luôn. Coi như là 9 phần muối, 9 phần rưỡi muối, nửa phần sơ. Cái mít này nè. Làm gì sao để ra ừ, sao cắt cái cùi miếng nó đi. Để phần hành đó.
chừng đi. Ngon quá à. Có điều cây cái tái mít này nó ngon mà có điều nó không có mật hả mẹ? Không có chảy mật ra là. Hả? Ngon. Chín phần rưỡi muối nửa phần sơn cũng ngon. Có nhiều tối á. 5 phần muối 5 phần sơn. 6 phần muối 4 phần sơn. Trẻ mấy cái muối mít đó ra tức. Vừa ăn vừa tức. Mít này là ở nhà mình. Miếng thôi, các miếng ăn, còn này để đi, để tính sao. Vậy giờ mình ăn đó trước đi. Ăn miếng này trước đi. Ăn trước đi vậy không? Không được phần nữa nữa. Ăn bao nhiêu đi lộn. Ngọt dữ lắm, ngọt. Để đi. Ăn trước hay gì không? Ăn cái gì không? Cắt ra sao, cắt ra. Ủa? Cắt ra. Trời ơi, cái con tập thăng. Tập thăng ở bay. Cái hộp có chút xíu à. Mình giờ mình ăn mít, mình ngồi dưới gốc mít mình ăn mít luôn. Ghê kìa. Cái gì hơn gửi tay ăn luôn. Để lấy thêm miếng cái muỗng khác cái. Ủa mẹ đựng cái hộp mít hay vậy? Hồi sáng giờ là Khánh ăn để coi đây là ngày đầu tiên. Ngày hôm qua mới vừa đi làm đẹp xong rồi bữa nay là ngày đầu tiên về nhà đó. Thì sáng giờ là ăn nuôi, sáng ra tiệm mua một tô nuôi ăn. Rồi về nhà mẹ, bữa nay mẹ cưng lắm. Nay mẹ cưng lắm. Mẹ hàm xương vịt cho ăn. Mẹ nói thịt vịt không có bị phong. Rồi mẹ ăn rồi mẹ. Xin mời ông bà cô bác. Xin mời ông bà cô bác ăn mít. Hay. À, mít ngon vậy lắm. Mít mặn. Không thấy sao. Em thử miếng này cay ngọt dữ. Cái trái trước thì ngọt. Thì này nè, nó có một chùm nè. Thì em ruột nó chứ. Thì mùi hơn trước thì sao? Thì tại sẽ mùi hơn, ngọt hơn. Mấy món mình cứ canh nhâm nó già bắt đầu mình chặt. Nó ngon hơn là chín canh thanh cây nha. Chín bơ hở mới nước hòm. Chín, chín quá. Nước gà. Nước gà ngọt quá trời hết. Ngọt. Thua thua. Để vừa già mình chặt thì ngon hơn thì sao? Này để hồi tròn 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 phải lắm. Để dành hộp mít lùi to ăn. Ngon chứ kiểu. Ừ thì sao? Ngon. Ngọt hơn. Ngọt. Cái này là cái sơ à. Đồng chí không mất thôi mít. Thôi cá nó bự ra ăn ngọt nhưng muốn mít chứ gì. Không khoái ăn sơ mít hơn mà khoái ăn mít luôn. Ừ, rồi sơ cái. Còn sơ đực cơ mà. Ừ, còn sơ nhỏ á, sơ sơ trắng ăn không được. Nè nó đâu có trắng nó dặn lượm hết à. Quay quay ăn mít quay. Mít ngon nè. Mày gỡ ăn qua. Hả? Mày gỡ cho. Ui, để con gỡ cho mít mít mấy mày gỡ nó mấy nhạy vậy. Tự ăn nó gửi. Ăn nó gửi cho chắc ăn. Có chút xíu mặt à. Không có mặt người mà có chút xíu. Mít là ăn ngon không biết sơ sớm mày sao? Không ngọt không? Thì nó ngon hơn. Mít chưa sấy được chứ mít này sấy đâu ra. Mít chưa ăn là sạc sạc à. Hồi đó ăn làm tâm trạng mỏ cài á. Cái đợt đó mít siêu sớm người ta mới có 30-40 ngàn ký, 20-30 ngàn ký gì không? Cái em Khánh thèm Khánh ăn Khánh thấy ngon. Mà ăn giờ trời. Mà ăn giờ Khánh ngán mít đó rồi. Người thấy mít này ăn ngon hơn. Mít còn có mật rồi thấy chưa? Ăn đi ăn thời gian cái nó ngán. Mật có chảy ra. Wow. Nó bà tấm quầy hơn sáng nhớ bà tấm quầy không? Ngon. Bà có cái mít ướt. Có bà bán má tường trái mà thấy cũng bự vậy á. Về mấy chị em tôi lấy muỗng múc không?
con chưa ăn mít ướt. Mít ướt là ngon lắm hả nồi. Nhỏ nhẹ. Quán rồi, quán hơi hơi lúc con ăn. Ăn nuốt trọng không à. Không ăn mất tư ngữ. Mít tằm. Không biết chứ còn mít ướt anh không biết gàn thọ. Cũng giống như mít nhẹ vậy nè mà nó nhỏ nhẹt ha. Nhỏ nhẹt ha. Cái muốn mất ăn. Ngọt quá. Ăn mắc cổ hả? Dễ mắc cổ hả mẹ? Mà tay nó lớn mười mấy hai chục ký một dữ lắm, bự lắm. Tới mít này cái cỡ 15-16. Mẹ nói ăn ăn tới mít ớt mà tận tắn tận dọc mới nuốt được. Nuốt lên mà mắc cổ luôn á. Khổ chết luôn á. Vậy quá vậy. Mấy mà già đâu có cho ít ăn mít ớt đó. Ờ hả? Nuốt một mối bự chản vậy. Nuốt là mà thế ông dứt ra nó nhậm nhậy hà nó không tắt ra ngộ nó dây nhách hà ngộ lắm mà nhau nhẹt nó cái mít ướt nhẹ sợ mà sao bình thường ai nhõng nhẽo cái kêu bằng mít ướt là sao ai khóc kêu mít ướt á nhẹ 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 qua đó nhậm nhầy hả nhậm nhầy á nhậm nhầy á nhão mà còn dai nữa thấy không da học nứt muốn nứt rồi thoát lên mỏng mà vừa nhão mà vừa dai mà vừa ướt á hả vừa ướt nữa mình bây giờ kêu bằng mít ướt họ thích mít ướt à. Dai. Ừ. Nó nhẹ ăn được mùi nữa không không? Ừ. Mình vậy. Bây giờ ăn bây giờ tới mít này hen là giờ nhà Khánh ăn là phải là một tuần lễ. Ăn tuần lễ. Hồi hồi mới tôi lạnh. Cho gì 6 miếng rồi cho bà... chú Năm không? Chú Năm có ăn mít không? Ăn bị tiểu đường. Nó không ăn mít hả? Cho ai nè mẹ cho Dựng Tư bằng kìa không ăn được không được ha quên ha cho người bệnh luôn không không bảy mấy rồi vậy là giải quyết được cái này bảy này hết mít rồi nửa tay nè được miếng được phần rồi một lần thiếu gì hiện nay cái mít nó chết rồi. Nhưng mà nói gì thì nói phụ ai phụ thì phụ nhưng mà nói gì thì nói chứ tới mít này bảo đảm nhà Khánh ăn từng lễ. Mà từng lễ làm gì ăn nổi. Sao ăn không hết luôn á. Đâu ăn nổi. Hả? Ăn miếng một. Giống như là bữa nay khôi trẻ vậy thì để tôi lạnh. Gì mẹ? Trời ơi mít này. Để tôi lạnh chừng hết qua. Xong rồi cái ngày mai á đi ngang đi qua đi lại thì bóc miếng thôi. Bóc miếng. Vậy ngon á. Cái hộp nhỏ mà tôi muốn ra. Rồi bây giờ nè. Bây giờ còn cái đó giải quyết tính sao nè bây giờ nó cái đó giờ trẻ chừng nào ăn á trẻ là trẻ gì nè trẻ ngang gì nè như trẻ dưa hấu vậy á gì cũng nói trong bụng y như Khánh trẻ ngang chứ giờ trẻ xui là ăn không hết thôi tới rồi nó cho không có hết sớm luôn tới đó thì 11 còn phải suy phải lên danh sách tới đó nó bự hơn cái tới này trẻ mà hai ra vậy ngang trẻ ngang để coi để bữa hổng nói ai cho ai nè không nói cho ai quên ta tự nhiên giờ cái nói nhanh không cái quên không nhớ ai luôn tự nhiên giờ nói nhanh không cái quên chịu là mệt ăn hết nổi rồi á hồi bị ăn hồi bị gì tăng đường huyết ăn coi nè thiệt ngon ngon quá sơ chẻ không Khánh lại khoái ăn sơ hơn khoái ăn muối sao nó là ăn thấy muốn ăn sơ, luôn. Sơ sớm sơ mới ngon. Thơm ngon không? Thôi cái hộp nó lên nặng rồi sao nứt kìa. Nó già quá trời. Già quá à. Tới đó ăn chặt luôn được rồi. Vừa ăn hết. Tới này chưa hết là ăn tới đây á. Tới đó chừng 5 ngày nữa chặt. 5 ngày nữa thôi mà. Tới này thì bảo đảm Khánh Linh không nổi. Già dữ lắm rồi Thường. Thì nó nổi. Còn đít thịt ăn. Chưa già không? Nói tên nắng chứ với đứt ngồi hơi chắc. Biết làm sao, sao muối nhiều quá. Muối nhiều quá, cái nó nặng lắm Khánh. Như bụng chú già thì sao nó già, từ cái nãy gấp nó già trước, mà cái nãy chót nó vậy sao? Rồi là suy nghĩ thì cho ai nè. Anh suy nghĩ thì cho ai vậy? Để cho bữa đó, cái trái đó là nhà mình ăn. Ông suy nghĩ không mấy là cho không hết luôn á. Nhà mình không nổi á. Để tủ lạnh cũng không được rồi. Đâu đỡ. Nó bảo 2-3 bữa nó hư ra. Mít là mít đường ta. Mít mít. Ôi, Khánh xào nó già đường luôn, Khánh ăn không nổi luôn á. Kỳ lắm.
khỏi để đường. Chị Hơn khỏi để đường, chị để mạch nha thôi được không? Thì nó không có đặt. Hồi xưa nấu kiểm hay sao? Người ta nấu có mít lắm á. Rồi mời có chú Siêu nữa. Mời nó chú Siêu với mít với mua hai củ khoai. Qua nghe nó làm gì nữa. Cái chị Hương với mẹ Khánh ăn luôn. Chứ không nấu ăn. Thiệt á. Đúng rồi. Ha. Ê! Cái gì vậy? Khánh từng nấu từng bảy tám tái. Để này vô. Giờ nấu nấu chừng tô mít ha, với năm tá chuối xiêm, với mua hai củ khoai, mua miếng bí, về nạo hai tá dừa. Hai tá dừa khỏi đi được. Béo quá nghe. Rồi về mẹ Khánh với dì Hơn ăn hết luôn. Chứ Khánh là Khánh không ăn rồi đó. Thôi ăn dữ chán chứ ăn dữ hay sao. Trời ơi, để mít vô nữa nó ngọt rồi. Ôi không, thơm nó thơm. Điều mít vậy nè, để nguyên cái sơ vậy nè, để vô luôn vậy. Để sơ luôn hả? Để sơ luôn ngon lắm. Rồi sơ mít nè. Nguyên cái muối luôn. Tôi ăn hồi no luôn. Con no rồi á. Tôi sợ ăn hồi con bị giống bữa hổm. Bây giờ. Bị tầng ngược xuống dưới hay gì? Tầng ngược lên tên luôn. Xuống rồi lên. Trời ơi cái này. Nó mê tới da rồi hả? Có chừng ngon. Ngày mai con mua đậu về nấu thôi, cho mẹ với dì Hương ăn. Chứ con không ăn. Nghe cũng thèm mà đều ăn. Lấy dao bàn. Bàn vậy để nguyên vậy luôn. Nào chín á, gần chín á. Đâm người ăn với để xuống cái nhắc lên đi. Cái này là canh này là anh ăn với tép kho dừa. Tép gan. Hả không? Tép gan hả? Tép gan thì khô á. Tép gan muối vậy. Ngày mai lấy bà tép trong tủ lạnh ra gan. Mẹ với dì Hương ăn bữa. Ngọt ngọt, ngon lắm. Tép nào? Hử? Thấy trong tủ lạnh cái bịch tép á. Vậy mà đi chợ mua cho. Dì Hương ăn không? À biết chị ăn. Thì lâu quá, lâu ngày không ăn, ăn lại chứ để mai mốt hết mít rồi lấy gì ăn. Muốn ăn cũng không có nữa. Tép gì với mít thầy? Gan, răng dừa. Tép gan, tép gan. Tép gan, cho mặn mặn á. Ăn cơm á. Xong rồi ăn với canh dừa. Nhớ không? Ăn cơm với canh dừa với cái món đó là khoai chuối. Chuối có kìa. Bữa nay là vừa có mít, vừa có chuối nè. Mua cho mẹ hai củ khoai. Ra ngoài đạo bụi mì. Như cái nồi đó nấu cho hai ngày mẹ sớ trương xong á. Không mẹ gì hơn ăn được. Ăn phải chịu chứ đâu hai ngày, nó không được. Nó thôi đó chừng đủ ăn qua hai lần thôi. Bữa nay là Khánh không có chuẩn bị cho nên là không có nấu gì được. Chỉ lại là nói chung là ngày mai Khánh chỉ mua về nhà thì sắt đồ này kia thì được, chứ còn Khánh cũng không dám đứng ngoài bếp nấu hả. Mời để mẹ nấu, mẹ ăn. Con không nấu rồi mẹ ăn lần nữa nha. Hẹn mẹ ăn tuần lễ. bắt một mắt mà bắt đứng gần cái bếp lửa làm sao mà ăn vợ mắt không có đường rõ. Không lẽ nó lại chảy đó đâu được. Đó là bác mổ con mắt, còn này chị hai em đi mổ mí mà. Không mấy gì. Nhưng mà cô không được nó, phải kỹ dữ lắm á. Mổ con mắt là phải kỹ dữ lắm, không cho khói, không cho bụi vô dính á. Nó nhiễm trùng da mình thôi chứ không. Mà đẹp mà hết đẹp luôn. Khánh là ăn xong cái đợt mít này là ăn không tới là tới lượt ăn mới tới xài. Thì ngày hôm kia Khánh nói Khánh đếm mới tới xài mà chưa đếm để ăn xong mới mít lại. Này là Khánh lẫn Khánh đếm hơn tay rồi. Đếm rồi đếm rồi sơ sơ cái tầm tay rồi. Ủa Khánh đếm hả? Con âm nó chui, nó khoét cái lỗ nó chui vô cây mít tay thấy không qua. Nó khô. Ở trăm xài hơn. Ủa Khánh lại không Khánh đếm hơn. Dì Hương với mẹ ăn tiếp em. Rửa tay. Mít ngon quá. Dạ ở ngoài kia có anh cây. Giờ có cái sáng sáng nhớ này nè. Nhớ cái loại cây hôm đó mà cái giờ không dính hơn nay nó được 20 trái vậy. Không biết ăn được. Mà cái mít đó còn ngon nữa, muối bà lớn nè. Nó không siêu sớm mà, nó giòn. Cái muối bằng đâu siêu sớm đó. Muối bằng cầm tay vậy hả vậy? Con nói là con không thấy nó mới siêu. Có không? Thì mít mỗi lần mấy ông bằng bùng xin ông hai bé đầu xin với ông Út Đèo xin đem về trồng đó. Ở đâu? Xin nó họ học. Mới nó cây đó. Vậy hả? Ngon bự lớn rồi nè. Vậy cơm kĩa
khẻ đúng rồi, nó dũng á. Vậy hả? Ừ. Ăn một mít chưa còn ngon. Trẻ ăn tái mít vậy ăn một muối là no rồi hả? Ừ. Ngon hơn mít lại nữa. Là... Vậy hơn ơi, vậy hơn. Bạn này là hắn đi cô trai nhưng gì hơn. Bạn này là hắn đi cô trai. Đi dụ tay. Rồi giờ đếm đếm xài thử đi qua thử được mấy tay. Đây. Đây đếm thôi. Con kiếm mấy cây rồi con chỉ con mới đếm được chứ giờ không chỉ nó đếm lộn hết. Đếm không hết chứ chỉ vậy. Hả? Dòm lên thấy đếm. Đếm từng chùm hả? Ủa hả, em đếm sơ rồi là cả trăm, cả trăm xài chứ không hết. Ê, anh đếm thử nha. Giờ đếm từng nhánh nha. 2, 4, 6, 6 lẻ, 7, 8, 9, 9 lẻ, 10, 11, cặp nè. 11 cặp rồi. 11 cặp. 12, 13, 14 lẻ, 15, 15 rồi, 16, 17, 18, 18 cặp, 19, 20, 19, 20, 21 cặp, 22, 23, 24, 25, 26 cặp, 27 cặp, 28, 28 lẻ, 29, 30, 30 lẻ, 31, 32, 33 cặp, 34, 35, 36. Ủa? Hình như đếm lộn mày. Chừng 80 trái hả? Hả? Vậy chứ nó còn rụng nữa. Từ từ đang đếm lại, đếm lại, đếm lại. Mẹ, Phương đếm mày. Em đếm lại. Gần chiên người nữa cây. Em đếm lại coi. 1, 2, 3, 3 lẻ, 4, 5, 6, 7, 8 cặp, 9, 10, 11, 11 lẻ, 12, 12 cặp, 13, 14, 15 cặp, 16, 17, 18 cặp, 18 cặp, 19 cặp, 20, 21, 22, 23, 24, 24 lẻ, 25, 26 cặp, 26 cặp rồi, tới đây là 26 cặp rồi này, khúc này hơi khó, 27, 28, 29, 30, 31, 31 cặp, 32, 33, ấy da, mỗi cỡ quá, 34, 35, 36, 36 lẻ, 37, 38, 39 cặp, 40, 41, 41 lẻ, 42, 43, 44. Ơ chắc chừng tâm tái à. Tâm tái. Tâm tái với là chừng tâm tái. 40 cặp là 80 tái rồi. Hả, 80 tái rồi. Tâm tái. Mà tâm tái trả lại chứ không hơn, khoảng 90 tái. Ừ. Không gì đến sơ rồi. Hả? Nhìn gì đến sơ thôi. Gì không đếm rồi hả? Vậy là cho 80 cái đi. Ha. Mình tính từ hao đi cho nó 80 cái đi. Để coi tới chừng nào ăn á, thử coi nó còn được nhiêu tái. Còn 50 quá, 30 rụng. Chứ hơn cái gọi nó bớt rụng hay sát hết rồi. Giờ đó rồi. Tại vì nước không có mặn nó không rụng. Nó hơi lớn này. Nó sau khi mình ăn xài xong rồi mình chuyển qua mình ăn gì ta? Chắc hết rồi. Ăn dừa. Hết gì để ăn rồi. nói chung là cây xài này là năm nay là nó ra cái mùa thứ hai. Mùa thứ nhất á, hình như hồi năm rồi nó ra có 7-8 tái gì à. Mà đợt đó là mẹ Khánh chưa có bơm cát cái chỗ này. Chỗ này là cái dũng thì cây xài nó chỉ ăn được có nửa bên đất thôi, còn nửa bên lại dũng ăn không được. Thì năm nay á, là mẹ bơm cát nè. Rồi nó cũng có đất cát nó ăn á, nó cũng có phân. Rồi nó ra được nhiều.
năm nay được nhiêu đó. Rồi còn còn cây ngoài kia nữa. Cây ngoài kia được 20 trái không mẹ? Mẹ. Cây ngoài kia được 20 trái không? Cái gì? Cây xài ngoài kia á. Ừ, chắc là được quá. Được với hơn ạ. À. Vậy là được 100 trái á. Ha. Tính cây này với cây kia luôn được 100. Đó nữa cây này. Còn cây này nữa. Còn cây này mới vừa ra bông mà. Cây này cây này ra chắc ít ha mẹ. Đợt này ra ít không? Cái này để cho tháng 7 rồi mấy này để cho 16. Ừ. Còn mấy này ở nhà mình ăn. Đúng rồi. Trời mất giờ kéo ha. Ngon thiệt. Vậy được rồi. Hồi clip của Khánh tại đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu như ông bà cô chú anh chị thấy hết nhớ like, chia sẻ như là có quảng cáo để ủng hộ cho nhà đồng quê nha. Còn bây giờ thì Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.